56 cm. Xin chào quý vị và các bạn đã đến chứng vận động Stadium Tico đã để đầu xem trận đấu giữa các thủ FC Quý và các thủ FC Khung Chín. Đội bóng đang giành quyền kiểm soát bóng trong hiệp một này đó là các thủ cầu thủ người đang giữ bóng bên phía là tại Arias 8 đô la Mai Thanh Nhơn để chuyển các thủ cầu thủ tại Arias tuyệt vời một sự việc thật của trận đấu này là Matsudan mới có thể ghi được bàn. Một trận đấu với bàn thắng này gọi là nhanh nhất của trận đấu này hôm nay. Chỉ trong vòng mấy giây thì các thủ FC Hồ Chí Minh đã từng lưới. Với lực lượng dạo chơi trẻ này, liệu các thủ FC Hồ Chí Minh có thể thực hiện được tên ngừng hay không? Phan Đại Mốt không thành công. Thủ thành đã kêu ra phản đang xử lý rất chắc chắn. Mai Tân Nhân không được gom, rất vui bay rất hay pha phạt bóng cho các thủ FC Khung Chín. Người phá bóng đây là đội trưởng Mai Thanh Nhân. Pha xử lý của Đỗ Messi rất hay, đá bay không được, pha xử lý không ai của Rob Fabregas. Tiếng về Rob Fabregas là một cầu thủ rất tài năng của bóng đá Quảng Trị ở 10 năm trở lại hôm nay. Rất hay. Và chỉ biết tốc của Khan Ramos ném bóng cho các thủ FC Khung Chín. Chỉ có một vài cái người rất không của đội trưởng Mai Thanh Nhân. Đó là một chỉ nhắc nhở rất đáng để khen người của đội phó là Lustani. Ở trận đấu này thì các thủ FC Khung Chín đã thiếu vắng rất nhiều phút thủ vào như là tiền vệ Võ Nguyễn Hoàng Phú đến từ Sài Gòn. Tốt lắm. Và chỉ lưng tốt. Mai Thái Tán. Được hay. Khát ra bước. Rất hay. Đó Messi. Không được. Và chỉ bóng quá bằng. Đó Messi đã phải chỉ lưng rất khổ. Người đang đứng chậm bóng bên phía các thủ cầu thủ FC đó là Hispani, cầu thủ được bình danh là thánh bảo của Sài Gòn với việc không đi đá cũng được một điều mà. Mai Thanh Tán, người hay ta gọi là tám lưu đạn. Không vào một pha xử lý thích đóng vòng vừa mai tám cầu thủ tám đội đảng đến từ các thủ FC Quỳnh Khánh Đa Mốt Đa Bác Sĩ bóng vẫn còn trên rừng hiện nay các thủ bên các thủ FC Quỳnh Chín đang tỏ ra rất đau nóng và họ đang triển khai những pha bóng dài. Lết. Được hay, Ramos. Được hay, Đỗ Messi. Và chỉ được cao tỏa của Akira Fai, Mai Thanh Nhơn. Tại Akira Fai, Mai Thanh Nhơn. Mai Thanh Nhơn, không vào. Mai Nhơn. Rất ngang cho chân trọng thủ cô đi. Khoan Ramos. Ai Messi rất tốt, cái cầm bóng rất hay của tám luôn ạ. Tiếp theo trận đấu như thế tài không để hiện tại cung kỳ VR đang áp dụng rất nhiều tại những quốc nền quốc gia có bóng đá phát triển, nhưng hiện tại bóng đá hai lần chưa có VR nên quý vị khán giả thông cảm nhận cho các thủ về trung tài. Rất hay và lắc đầu không thành công của Đỗ Messi tiền vệ đến từ Hải Tiến và đang là đầu công cho các thủ.
vào phía tôi đâu. Hiện tại sự nhắc nhở rất cần thiết của huấn luyện viên Tú Sẻo bên phía cao thủ FC 19. Đứng một bắt một đi. Mở tiền lên. Không được. Pha lên bóng đất nhanh của Lusani, cầu thủ sinh năm 1985. Lúc thứ hai Lát phá trí rất chậm, một phá trí đúng như Luka Modric ở thiên đánh cao. Đây là Luka Modric của gối thủ FC không tiếp. Một phá phục ông trai rất ấn tượng. Không được, Akinfai là trí rất hay. Tám lưu ăn Lusnani, một phá xử lý làm cho người ta nhớ đến là phá ăn hồi của huyện tài cấp đi bằng thắng của Ronaldo. Ném biểu cho cầu thủ FC 09 người đứng trước bóng nào là cầu thủ Sergio Ramos, cầu thủ đến từ quốc gia Tây Ban Nha và đang đầu đường cho cầu thủ kỳ kiểm trắng Real Madrid. Thủ vòng De Gea một pha sút bóng rất ấn tượng. Akira phải vẫn đang là thời gian thi đấu rất hay. Khá đa mốt Rốt Farigat pha chỉ rất hay của Sam Farigat. Một pha tập bóng tuyệt vời. Không được, đó là một pha chỉ rất cầu hông của Sam Farigat từ về đến từ cầu thủ Alex Donovo. Rất hay, cũng không vào một pha chỉ có khá rất hay nhưng như thế nào Sam Farigat không để ý. Đó là gì? Được rồi, được rồi, được rồi. Đang ghi báo tôi cho cả thay bên trong đó bên đồng viên. Alo, alo, alo. Tại Akira Fai. Lasboric. Ramos. Sergio Ramos. Đây là huấn luyện viên của các thủ Đức Phúc. Hiện đang nở nụ cười rất tươi. Không biết ai đang vui đang buồn với chiếc với tỷ số hiện tại. Đúng đúng đúng. Bạn thấy chưa? Bạn thấy chưa? Không được. Khán giả biết rất hay. Trận đấu đang diễn ra thế trận một chiều nghiêng về cá thủ FC 09. Người đang đứng trước bóng là cầu thủ đó Messi. Người ta biệt danh là Messi của Hà Tiên. Yêu cầu ai nghe được thôi. Vừa rồi thì tiếng hiệu của truyền hình yêu cầu bờ cờ anh bờ cờ để tên để tin cầu hiệu anh bờ cờ đâu là để giờ tin cầu hiệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không được và xử lý mấy bóng ngoài không thể cùng của Leopold. Yêu cầu anh được đã phạt góc của các thủ FC Đức Phúc. Trận đấu buổi sáng giữa các thủ FC Đức Phúc và các thủ FC Cư Hòa thì ba bàn thắng đến từ những pha đá phạt góc rất hiệu quả. Một bàn thắng của Andy Cruz. Rất hay và ý của Sep Fabregas khi về đang thi đấu cho các thủ AS Monaco. Anh hãy cười lên và thi đấu rất đặc độ. Khóa cao bớt. Một pha phòng đội của anh là Tư Hệ. Người về chân là Luca Toni của bóng đá hay bà. Gắn đi, gắn sản ngươi đi, mình còn nhiều người mà. Người đứng trước bóng đá là một cái tiêu chuẩn rất cẩn thận của bóng đá hai tổ ở 10 năm trở lại đây, đó là anh là Thái với những cú chân đủ dài ấn tượng. Đứng trước bóng là anh là Thái đến từ Sài Gòn. Chúng là một pha chỉ đạo rất hay đối tượng dài với bóng dáng thăng rời từng là kiếp bao nhiêu một pha đóng kiếp đi đây thì chủ biết bao rất đáng tiếc. Đóng rất hay của anh Thái. Người được mình danh đó là thua thủy của bóng đá hai lần với những pha chích mũi dây. Sẽ có một pha đá phạt trực tiếp bóng đá chạm tay một cầu thủ bên phía FC Goli. Không thể không bóng đá còi. Thế như chúng ta đang có những sự nhắc nhở đối với các thủ FC 09. Người thực hiện đá đứng trong bóng đó là tiền vệ Sep Fabregas, cầu thủ đến từ AS Monaco. Cầu thủ đã chơi bạc rất nhiều câu lạc bộ lớn trường như các thủ Arsenal, Barcelona, Chelsea và bây giờ đang đầu tư cho AS Monaco. AS Monaco, hút bay, thay, không vào. Một tình huống không có gì nhưng mà chúng ta đã rút thẻ vàng. Đó là chỉ là một tình huống đơn giản và chúng ta đã rút thẻ vàng. Điều đề nghị một người ra quá lớn nhất. Rất hay. Cầu đội trưởng của chiến thắng là chờ anh chị được khoảng 2 tiếng nữa là về đến đường. Anh Tư Hế và dịch vụ rất hay á các thượng. Ngoài sân đã có những lời khen ngợi đối với anh Tý. Anh Tý đang thi đấu như hình bóng dáng của Zinedine Zidane. Thank you.
câu, câu. Thôi. Anh để từ Sài Gòn cho số 10 là những cầu thủ chắc có thể dùng đấu, nhưng mà nhiều cầu thủ số 10 vẫn có thể đang lặng ở những lô này. Bây giờ đang là phút thứ 16 của hiệp 1, chuyển bóng đang là đúng đường. Mã Thiên Thiên và cả bóng rất hay là tốt. Ăn luôn. Đó Messi. Bóng này tập tay một lời cho cái tụ một lời lôi 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 bỏ lối bỏ lối bỏ lối. Hay quá. Vừa rồi là một pha chuyển bóng rất tưởng tượng. Hay đâu rồi, hay đâu rồi. Đó là Luka Modric của bóng đá cùng từ. Người đang đứng đó là anh Tiểu Hệ. Người ta được xem là Chiến Lan. Và chú ý rất là việc rất đúng bài. Không được. Và chú ý rất hay của khán giả mốt. Cầu thủ trẻ đến từ trường trò phố Tông Mai Lăng. Cầu thủ đang đây này chỉ mới là 18 tuổi và thi đấu rất chậm chạp. Mã Thiên Nhân. Ê Mã Thiên Nhân. Mã Thiên Nhân. Rất hay. Và cầu thủ của anh sẽ không tiếp. Rất hay rất đúng bay. Và sắp là cả rất hay của FC Tiêu Hệ. Cô Lị đang ở thi đấu đây này không có Messi Quang. Nên trận đấu diễn ra rất buồn tẻ. Một pha cài người rất ác liệt của Thái Tử Vương 4. Rất hay, không vào. Akira Fai đã xử lý rất hay. Messi, không phải. Rất hay, pha sơ chờ như Zidane tới đỉnh cao. Một pha Rune Tare, rất hay. Thank you.
hai xử lý rất hay của anh Tý Di Đàn, Tý Huệ Di Đàn, Di Tù xe Trường Hải. Một pha vô tiếng sai ôm đối tài đi của Trường Luca Toni. Đó là chi? Khả năng sau pha bóng này thì trận đấu sẽ kết thúc với hiệp một tỷ số đã là 4-0. FC Guri với những chàng trẻ, cá thủ FC Guri đang thiếu rất thương trường vô cùng. Di Đan không vào. Thôi chờ anh em mà ai đã đủ lá bên lên thì ra đá đi. Cam là cái chói này. Có số 6 này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con nào ơi!
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.